alo <laughs> alo chào bạn mình là du <laughs> ôi giọng mình bị sao anh alo alo nghe rõ ok chào bạn thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục hướng dẫn các bạn làm về sử dụng cái thằng array stream trong Java đó thì bài toán lần này sẽ là bài toán về kiểm tra chuỗi đấy à, kiểm tra <laughs> kiểm tra mảng bài toán lần này sẽ là bài toán kiểm tra mảng ok thì bài toán đặt ra như thế này Đấy, bài toán sẽ đặt ra là cho một cái mảng INT nào đấy bình thường ạ à. INT đấy, ví dụ và việc của các công việc của các bạn là kiểm tra xem tất cả các phần tử trong mảng có chia hết cho hai hay không đó ví dụ bài toán sẽ làm như này chẳng hạn đấy uh, đi thẳng vào đi thẳng vào cốt luôn nhá thì mình đầu tiên mình sẽ khai báo một cái public trước public void <laughs> ví dụ ba đấy ví dụ ba ví dụ ba ok bây giờ này <laughs> thì bây giờ mình sẽ khai báo một mảng in kiểu int trước đã đây mình sẽ copy cái mảng int này đấy mình gọi là arr 1 đấy và bây giờ mình sẽ kiểm tra xem tất cả các phần tử trong này nó có chia hết cho hai hay không đó thì ở phần này thì mình sẽ sử dụng một cái nó là cái thằng in pareket in nó là in nó là cái thằng rút gọn của cái phần email Đấy, giúp gọi là video các bạn có thể tham khảo cái video mình sẽ để link ở mình đã đăng về cái in kết này rồi nó à, trên của dạ à, thì các bạn có thể tham khảo nó để xem cái cách nó hoạt động như thế nào Ok chưa nó thì đi vào bài toán luôn thì bây giờ đầu tiên nhé in với các bạn hôm nay các bạn cảm tưởng nó là một cái điều kiện đấy một cái điều kiện một cái điều kiện để kiểm tra nó thì đầu tiên mình sẽ khai báo một cái in này in này các gõ in là t pre ap viết hoa nhá pre đi kết căn trong ship y để nó import thư viện này đấy mình khai báo là chia hết cho hai cho hai đấy sẽ bằng áo đâu quên phải đặt tên cho nó nữa bằng e ấy, uh, khai mà à, đặt tên cho nó rồi quên sorry mình đặt tên cho nó rồi sẽ bằng này, Đấy. e một cái dấu uh, mũi tên đó, enter chấm vẩy, ok cả đi, nói nếu như cái thằng e mà chia phần trăm cho hai mà bằng bằng không thì sao nếu phần trăm này thì return lên chu chấm vẩy L return fail chấm vẩy tiếp đó ok thì cái điều kiện này là cái điều kiện kiểm tra xem cái số cái 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 số E mình truyền vào xem nó có chế cho hay không ok chưa đấy thì bây giờ thì để <laughs> để sử dụng theo cách thông thường nhá mình sẽ ghi tiếp là cách một này, Đấy. vẫn là cách một là cách đầu tiên để đi đến trái tim của Carlos. Cách một này, Đấy. mình sẽ đầu tiên mình sẽ khai báo một cái thằng, khai báo một cái biến là boolean à, tất cả tất cả đều chia hết cho hai chẳng hạn đấy một khai báo là bằng chu mình mặc định ban đầu là cái tất cả đều chia cho hai này đấy sau đó tiếp theo mình for mình for đấy một khai báo một cái biến uh, e đi đấy một biến e này. đấy và mình kiểm tra nếu nếu như nếu như sao nếu như cái uh, chia hết cho hai kia của mình chia hết cho hai chấm check à chấm test chấm test và cho truyền vào cái biến e mà nó bằng bằng fail bằng bằng fail bằng bằng fail và à, là bằng bằng fail nghĩa là nó không chia hết cho hai thì ngay lập tức thì mình sẽ gọi cái tất cả chia hết cho hai kia sẽ bằng fail luôn cũng bằng fail luôn đấy vậy sau đó mình sẽ break thoát khỏi vòng for thoát khỏi vòng for và ra ngoài vòng for mình kiểm tra đấy mình sẽ kiểm tra mình sẽ kiểm tra nếu như nếu như uh, cái biến tất cả đều chia hết cho hai kia của mình mà sẽ đúng thì sao <laughs> thì mình sẽ hiển thị system subterminal.berin mà uh, uh, tất cả đều chia hết cho hai đấy còn nếu không l à, mình sẽ copy chút nha copy chút mình hiển thị dưới này có thằng nào đó không chia hết cho hai đấy không chia hết cho hai ok chưa rồi vào đây mình xuống đây mình sẽ gọi là ví dụ ba ra này đây là cách thông thường một cách thông thường sit f6 à chạy này. Đấy nó sẽ ghi là có thằng nào đó không chia hết cho 2 này. và chắc chắn các bạn biết đó là thằng nào. Rất nhiều thằng không phải một thằng nguyên thằng số 3, thằng số 1 ngay đầu tiên đã không chia hết cho 2 rồi. Ờ à, bây giờ mình thay đổi một chút. Mình tạo ra mã mới bằng 2 cả. Mình sẽ ghi những số chia hết cho 2 nhé 3 À chia hết cho 2 không phải số chia hết 3 không phải chia hết cho 2. Quên giờ số các bạn 2 này. 4 này. 6 này, 8 này, 0 này, 12 này, 10 này, 14 này, 18. Ok, đây là và mình sẽ kiểm tra cái mã số 2 này. Đấy, theo cách thông thường đấy, nó sẽ như thế này. Đó, và mình bấm run thì nó sẽ ghi tất cả điều chia cho hai đúng không? Đó. Đây là cách 1, đấy, chuyển tiếp đến cách 2. cách số 2 Cách số 2 thì làm như thế nào nó cách số 2 thì rất đơn giản thôi <laughs> Mình sẽ sử dụng cái thằng stream trong array kia Đó Đó là mình sẽ mình sẽ gọi ship tập cho cho mình luôn Mình sẽ gọi này Array right. Array right. Chấm Stream Stream Chấm stream này Rồi, tiếp đến này Con gọi cho mình cái lệnh là Max và truyền vào cái in predicate đó ôn max không phải ôn max gọi mạng son các bạn ôn max gọi ôn max nhỉ ừ chờ mình xíu nhá ôn mà ôn mà rồi mình sẽ gọi là ôn mát thôi ok cho ôn mát đó chia hết cho hai thì nó sẽ thì nó sẽ kiểm tra đấy nó sẽ kiểm tra xem tất cả các cái thằng tất cả các cái thằng kia có chia hết cho hai hay không đó ví dụ bây giờ mình bấm thì sao nó trả ra chu đó, trả chu ngay tức trả chu luôn nhá đấy đấy còn nếu như mình kiểm tra cái mảng số 1 thì sao mà số 1 thì sao Fail đấy các bạn thấy chưa đấy thì đây là cái một cái một cái khá là hay ho ấy, khá là hay ho <laughs> khi sử dụng cái thằng ôn mát này thì cái thằng ôn mát này nó giúp các bạn là kiểm tra được tất cả các phần tử trong mảng xem có thỏa mãn các mà các cái điều kiện mà các bạn đưa ra hay không đó thì đây là cái cách cơ bản nhất thì bây giờ mở rộng hơn một chút này mở rộng mở rộng hơn một chút thì bây giờ mình muốn không muốn lại khái là mình không muốn cái kiểm tra theo cái kiểu này đấy mình muốn kiểm tra theo kiểu khác cơ kiểm tra theo kiểu mà mình không sử dụng cái in predicate này cơ đấy, thì làm như thế nào đó thì bây giờ mình sẽ system chấm out chấm print tiếp thì mình sẽ sorry các bạn mình sẽ copy đấy, mình copy thằng ngày trước á à. mình copy Uh, để thay đổi để thay đổi cái implicate kia ấy, thì các bạn đơn giản lắm các bạn vào cho này các bạn gõ cho mình này. các bạn gõ, đầu tiên thì các bạn sẽ đặt tên biến của đặt tên biến cho các cái phần tử trong mảng mà các bạn muốn kiểm tra e này. sau đó tiếp theo nữa là một cái mũi tên đó và tiếp theo nữa là một cái đóng mở hoặc nhọn ok chưa ừ um và sau đấy thì xong thì các bạn có thể copy cho mình cái thằng này đấy, copy cho mình cái thằng này paste xuống đây đó đấy thì đây chính là cái cách mà kiểm tra xem mà mà không sử dụng in kết đấy không sử dụng in kết đúng chưa đây, mình bấm run này đấy Để đều bằng fail rồi đấy bây giờ ví dụ mình kiểm tra mã số 2 hả đấy nó trả ra chu đó trả chu đó thì là ở trong này thì các bạn có thể kiểm tra nếu như các phần tự chế cho ba 3 chia cho 3 chẳng hạn nói bây giờ vẫn run thì chắc chắn chẳng ra fail rồi bây giờ ví dụ mình tạo ra một mạng mới chẳng hạn int đấy AR3 ôi oh, chết quá là bằng new int đấy. 3 này 6 này uh, 8 này 9 này đó, chấm phẩy. Rồi xong. Vào đây mình sẽ kiểm tra cái mã số 3. Bấm run. Ơ, ờ, sao vẫn bằng fail? 36. Ơ, oh, chết, Sorry, lựa ra số 8 này. 12 đi. Đấy, 12. Run. Đó, nó sẽ hiển thị ra chu. Ok. Đó. <laughs> Thì đấy là cái thằng ôn mát Đúng chưa? Cái cách cái thằng ôn mát này nó sẽ, như các bạn đã thấy, nó sẽ giúp cho các bạn đỡ mất công đỡ mất công phải đỡ mất công phải cốt dài dòng này kia đó đấy thì video của mình xin được dừng lại ở đây chúc bạn học trình vui vẻ